Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Horizon Zero Dawn. Và lần trước là mình dừng ngay một cái sa mạc, nhưng mà thực chất là cái hướng đi nó lại nằm bên phía bên này. Và chúng ta sẽ đi hướng này và cái nhiệm vụ chính của chúng ta đó chính là đi tới thành phố Meridian để tìm thằng Olin. Và nó nằm tuốt ở đây. Nhiệm vụ của tên là City of the Sun, The City of the Sun. Và chúng ta sẽ đi tìm thằng Odin cái đã. Odin gì mình cũng không nhớ cái tên nữa. Và trước khi đi thì mình có cày cắp được một số thứ và mình cày được một cái cung cũng khá là ok, đó chính là Shadow Sharpshot Bow. Và đây là một trong những cây có khả năng khác và nó kích hoạt một số thứ mới, cho nên mình một thứ mới và mình muốn chia sẻ với các bạn, tại vì cái này nó khác với những cái cung nãy giờ mình xài, đó chính là nó còn một loại, nó sử dụng một cái loại cung tên khác, và ba cái cung tên này đều khác với những gì mà bạn đang có. Shadow Shot, mấy cái này là bắn rất là chính xác và nó dùng để phá giáp. Để mình hiểu các bạn coi. Đâu rồi, cái này nó hơi khó coi nha. Đây các bạn thấy không, cái bạn thấy một cái chúng ta có ba loại cung tên để có cái nút đâu rồi, có cái chỗ nào coi để mình coi lại cái cung tên đâu rồi. Đây nó dưới này đó, nó hiện thì dễ hơn. Thì bạn thấy cái cung tên màu tím này á, phá giáp tới 100 lần. Và nó có khả năng là nhiều đó, đây nó đều cho bạn coi T-Blast. Nó không gây đam nhưng mà nó gây phá giáp rất là cao và nó phá 100% giáp, tức là bạn bắn vào nó sẽ làm rớt mấy cái bộ phận trên người của mấy con đó rất là nhanh. Còn mình có thêm mod nữa cho nên nó sẽ rớt rất là nhanh hơn nữa. Nãy mình mod tới nhiêu, 300 gì mình không nhớ nữa. Này thì có damage nhưng mà vẫn rớt, vẫn gọi là phá giáp luôn. Còn cái này thì đam cao nhưng mà phá giáp tạm vừa đủ thôi. Nói chung là những cái cung này có những cái khả năng đặc biệt, đó chính là phá giáp. Thì cái phá giáp mạnh nhất là cái cung màu tím. Và mình mod lên tới 107. Mấy cái kia mình cũng đã mod cũng khá là nhiều và cũng có khả năng phá giáp cũng rất là cao, và mình chưa có kiếm được cái mod nào màu tím. Thì cái đây tập này với tập sau mình sẽ cố gắng mình cày thêm nữa để mình có thể phá giáp được nhiều hơn, với là mình có nâng cấp một số thứ để có thể low profile, để mình có thể chơi cái nhiệm vụ lần này. Và để coi mình còn, với lại mình đã nâng cấp mấy cái đồ chứa này cũng đã nâng cấp hết trơn rồi, cung tên là max 60 luôn rồi. Và chúng ta cũng có thể lại chứa mới, nhưng mà cái đó để sau đi. Bây giờ mình sẽ đi tới cái chỗ Meridian gì đó, cũng khá là xa. Có nhiều bạn hỏi là tại sao mình không có kiếm mấy con nào mà gì đó để cưỡi. Vốn dĩ mình cũng thích cưỡi lắm, vốn dĩ là mình lúc mà mình bắt được cái con kia mình cưỡi nó mình cũng thích lắm. Ồ đẹp thiệt. Và có cái này mình muốn cho các bạn coi, đó chính là photo mode, cũng khá là hay, nhìn rất là đẹp. Nó làm dừng lại mọi thứ và nó cho bạn chỉnh nữa chứ, field view góc nhìn nó kiểu nhìn rất chi là ảo lòi, ảo thiệt luôn á. View roll để coi mình ngày là gì ta, à quay góc độ. Giấu người đi nè, giấu người đi để các bạn có thể thích chụp ảnh này chụp. Đó, depth of field thêm mờ này nọ kiểu. Nếu bạn nào chụp cái gì đó, ồ nhìn chất phết luôn, nhìn ảo vãi. Công nhận game làm càng lúc càng hay ha. Khẩu độ nè, cũng không ngờ một ngày game mà nó cho mình chụp ảnh còn ảo hơn mấy cái máy chụp ảnh nữa. Overexposure, mình tính mấy cái ảnh nào sáng sáng tí ha. Ồ tấm này đẹp, tấm này đẹp. Ồ trắng đen luôn. Đây là một cái chức năng mình khá là hay trong cái tựa game này, để cho các bạn tha hồ chụp ảnh đi tới đâu, hoặc là đang đánh lộn giữa chừng hứng cái lên chụp ảnh cũng được nữa. Đó, tắt hết hiệu ứng kiểu. Chụp cái coi, đó. Bật lên lại coi, để xem con này là time of the day. Có chỉnh giờ tối kiểu. Sáng tối gì đó. Border khung. Nhìn giống phim, giống ảnh.
Nhìn cũng hay, small logo Horizon Zero Dawn. Còn này là gì? Vin màu sắc. Không, cái viền khá là hay. Yes, chúng ta sẽ tiếp tục với cái game. Nó cho mình chỉnh cũng khá là nhiều và khá là đa dạng. Thì với vấn đề nãy là có nhiều bạn hỏi tại sao mình không có cưỡi mấy con đó đi cho nhanh, nhưng thật chất á là mình cũng muốn cưỡi lắm, nhưng mà lúc mà mình đi thì mình lại nghiêng về lượm đồ nhiều hơn, tại vì sau này các bạn sẽ rất là cần đồ để vào buộc phải lượm khá là nhiều, cho nên là mình chọn cách là mình đi bộ, vừa đi vừa lượm chứ. Ôi con gì, Trambler level 15, con này mà phá giáp được nó là nó khỏi quánh mình luôn. Đâu đây, mình test thử con này coi. Chúng ta có một cái cung mới phá giáp rồi cho, nhưng mà chỉ có 5 cái thôi. Mình test thử con này. Ê, chết rồi, bắn hụt cái này. Phá giáp rất là nhanh. Ôi, nhưng mà chúng ta có hai con. Ba con luôn hả? Sao đâu ra lắm thế? Này cũng phá giáp nhưng mà thì còn nó yếu hơn tí, nhưng mà cũng phá được giáp của mấy con này rồi. Một cái rớt rồi, rớt rồi. Đam yếu nhưng mà nó bắn rất là chuẩn xác và nó phá component. Cái kiểu này, cho đây xem con này có sợ gì không? Ngoài phá, con này sợ đam hả? Tiêu mấy con này chạy hết trơn. Chúng ta vẫn hơi lấy được mấy cái này để làm metal shard kiểu. Với mấy con này còn phải tốn khá là nhiều thời gian đấy chứ. 1.500 luôn. Sao vậy? Vấn đề là mình vừa đi mình vừa lượm mấy cái này nó sẽ hay hơn là nếu mà mình phóng ngựa cưỡi qua thì nó nhanh quá. Chúng ta không thể nào với cái con này đấy. Nếu mà bạn nào đánh mà silent á, nó sẽ được càng được nhiều điểm kinh nghiệm hơn là nếu mà các bạn đánh mà bể phát hiện nữa. Mình sẽ kêu con này lại cái này là đem như cái con gì nữa, nó vừa bự bự làm rung chuyển màn hình gì đi. Con gì nó đạp hay sao á, mấy anh kêu đánh lộn à. Rồi con này không hề tới luôn, hay thật. Lại đây em nhám, ta còn có công chuyện nữa mà mẹ nó không tới luôn, chảnh thiệt. Con kia giống kiểu chuyện gì đang xảy ra vậy, bỏ chạy. Wow, 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 giờ mình hiểu tại sao rồi. Con chim này nãy nó cũng quánh mình mấy lần. Ồ, có tụi bandit kìa. Tụi nó đang bắn cái con này hả? Mình xử thằng kia. Wow, 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 wow. Chúng ta đang không muốn gây sự với đám này. Ngồi chạy đi. Headshot. Mình chỉ sợ con chim kia nó xà xuống thôi. Cái thằng này chạy đâu mày? Kacha. Ủa cái này thằng tụi này tập Kacha nhưng mà sống bên ngoài rìa. Bandit talk. Đúng rồi, mấy này bandit rồi. Ngoài khu này có cả bandit nữa. Thôi con này mình phải đi lướt qua chỗ này nè. Chỗ này nó đầy rẫy nguy hiểm. Cái con chim kia là con chim hoa tầng lần trước mình có quay, mình có chiếu nhưng mà nó bự quá, chúng ta sẽ tìm cách đánh nó sau. Mấy con kia chạy mất tiêu rồi, có lẽ là mình sẽ để dành thời gian ra mình farm mấy cái con này, farm đi kinh nghiệm nữa để chúng ta có thể lên cấp nhanh. Có thỏ nè, lại đồ trắng nữa,
Chán vậy. Farm này thì nó có vẻ hơi mất thời gian thiệt, nhưng mà nó cũng đáng để các bạn làm, để tại vì nó chúng ta có thể lấy được nhiều đồ hơn, ví dụ vậy. Ồ, hai cái 20 Metal Shard cũng khá là nhiều. 7 cái. Ồ, cái đám này còn một đống ở đây nữa nè. Mà nó chạy cho đã rồi, nó cũng ra đây nó. Ủa, thấy con cáo đây đâu mà. Lại đồ trắng nữa. Mấy cáo này mình đang tìm một cái Fox Skin. Chí ít là nó cũng phải rớt cái đồ xanh lá cây ra hay là cái gì đó. Mấy này nó cái gì chuyện gì sao mà Silent Strike được ta. Không ấy mồng nữa chứ. Thôi vãi. Tính quốc một con, mà con này nó quay lại nhìn. Hay thật. Mình càng lúc mình càng đi xa đó. Qua đây em, qua đây em. Nói chung là cũng đang rảnh mà. Đó, stealth kill. Mấy con kia cũng không quan tâm luôn. Đó, nó phải hiện lên như vậy mới được. Đó, quá đẹp. Đó, liên tục luôn. Bốn con liên tiếp, còn kia rớt đồ xanh nữa chứ. Là các bạn có một cái mod màu xanh. Không có con nào trên đây nữa hả? Ngồi. Nó đang đi tìm. Mà nó muốn tụi này nó chạy mất tiêu để coi. Rồi nó xanh trở lại rồi. Nó đang quay trở lại đây. Ôi sao lại kẹt ở đây. Mình tìm cách giết hết nguyên đám này coi. Đang rảnh mà. Ê, có con cáo, có con cáo, có con cáo. Rớt đồ xanh đúng rồi, đồ xanh dương rồi nè, đó. Fox skin, yes, đúng rồi. Lát mình sẽ để cái Fox skin này mình đi. Đáng lẽ là nếu mà mình có thể upgrade được cái này thì phải, đúng rồi. Nhưng mà mình sẽ dùng cái này để mình mua cái mà Fast Travel Unlimited á. Nó cũng đang cần cái Fox skin này. Nhưng mà hiện tại là mình chưa có, cho nên mình sẽ để cho nó, để lát mình ghé cái Merchant. Nếu mà chúng ta sang được cái Meridian á, thì chúng ta sẽ mua cái Fast Travel bên chỗ đó. Quay cắm đầu xuống dưới đó, xoáy tiếp vào giống mấy con này nè. Xoáy đi, tự nhiên hai con này đi bộ rồi. Tản nhiệt, đi tản ra chơi vui hả? Đi lên trên bãi tiếp. Thì mình lẻn ra sau đó đã. Mấy con này nó cũng ngộ phết á. Đầu nó cứ cắm thẳng xuống đất. Nhưng mà mấy bạn giết một con xong cái con thứ hai nó mới quan tâm đang chuyện sẽ ra. Một con thì chạy, mấy con này quay lại quất. Ây vãi, nó né. Đó, đây. Nếu mà nó ngục như thế này á, các bạn lại bạn trưởng thêm phát nữa. Ú, đồ vàng luôn. Ú, kính. Đồ vàng là cái gì ta? Ồ không, chắc là cho nhiều đồ mình nghĩ là vậy. Chứ chắc cũng không có gì đặc biệt. Mình cứ tưởng là này, tại có nhiều đồ nó đánh dấu bằng màu vàng, cho nên mình nhờ đồ bằng màu.
dường như bạn sẽ được, như bạn thấy là màu xanh dương này sẽ có nhiều cái nó màu xanh dương, đồ bên trong thì nó sẽ cho bạn biết là bên trong có đồ màu xanh. Nhưng mà có nhiều cái thì nó lại không có hiện thị rõ như vậy. Sao trời tối thì nhìn ghê quá vậy, nó nhìn như cứ như hậu tận thế vậy, nhìn không ý là cái này nhìn nó cái bối cảnh ý là nó cũng nó là hậu tận thế rồi, nhưng mà ý là nhìn bạn nhìn trời thôi. Nếu mà bạn đi ra đường mà nhìn cái trời như thế này chắc mình cũng đóng cửa vô quay nhà lại ngủ tiếp quá chứ, nhìn trời nhìn ớn lạnh quá, nhìn trời bạn cũng thấy thoáng thì luôn chứ. Sao thấy mình lẹ vậy? Mấy con này thì nó cũng không có manh động lắm. Nó đùa đó. Con này manh động thiệt. Hai này quá lộn. Cái điểm yếu của nó là cái bóng đèn sau lưng đó. Mình cũng không biết nói sao nữa. Nó là cái... nó giống như đom đóm vậy. Giống mấy cái con hươu á, Geyser hay Grazer gì đó thì nó. Cái điểm yếu là mấy cái bọc ống ở sau lưng nó cũng y chang vậy luôn. Nhưng nếu mà bắn mỗi lần vậy nó sẽ rớt mấy cái đồ này ra. Metal vessel. Thôi thiết kiệm mình nên đi tập trung nhiều chính đi ha. Chứ nãy giờ mình đi ngoài là khá là nhiều rồi. Nhưng mà điểm kinh nghiệm cũng nhiều rồi, bạn thấy là nãy lúc đầu mình còn nguyên một thanh điểm kinh nghiệm nhưng mà giờ nó chạy cũng được hơn nửa thanh 15 rồi. Với lại này thêm một trick nữa đó, chính là nếu mà bạn nào quick save, nếu mà ví dụ mà bạn muốn mấy con này nó spawn lại đúng không, bạn chỉ cần là cái cam này, một bất kỳ cái cam nào cũng được, bạn quick save xong rồi bạn chọn restart from save là nó sẽ spawn chỗ nào. Ví dụ như bạn farm mấy cái con quái này nọ, ví dụ vậy, nếu bạn farm quái này nọ để đi kiếm điểm kinh nghiệm thì bạn cứ restart from save, miễn là các bạn cứ có lưu là được rồi. Mình lười lấy quá. Sao cái cổng này càng lúc nó nhìn càng ghê ta. Có con chim, mày chạy đâu? Giết mấy con này để kiếm thịt này nọ kiểu, để chúng ta có thể upgrade đồ. Này là Spearman, không phải quân mình đâu. Đúng rồi, chắc chắn luôn. Sao này giống thành trì quá vậy? Phải quân mình không hay là Kaja Spearman? Ồ, phải hình như quân mình thì phải. Cái tộc người Kaja mà phải không ta? Là cái tộc nãy thì phải. Là cái chỗ nãy mình đứng là tộc người Kaja. Đúng rồi. Là quân mình. Mình cứ tưởng là quân, nhưng mình nghe là hình như là nãy mình vô cái địa bàn kia là địa bàn của Kaja mà ta. Cho nên thấy cũng đâu có đến nỗi nào đâu. Nhưng mà cái chỗ này ở đây chúng ta nên tìm cái con gì để cưỡi, là không có thấy con gì chứ phải ra khỏi chỗ này. Tại vốn dĩ cái chỗ này nó không có cái gì để lụm hết, cho nên mình sẽ tạm thời mình lướt qua luôn. Mình chỉ sợ là có con nào khổng lồ bước xuống là thấy bà nữa. Tại cái đường đi nhìn nó gớm quá, nhìn nó tối nữa chứ. Trời là không sáng luôn, nhìn cái lúc này càng thấy bất an hơn. Nhưng mà đây là cái chỗ thành trì của Kaja. Cái gì đây? Xác người nó nhìn ghê vậy. Thunder Jaw level 27. Holy shit. Nó bự vãi cái chưởng luôn. Thunder Jaw. Con này để là mình xử nó xong. Con này trên mạng nó chỉ khá là nhiều và cũng không quá khó để giết. Nhưng mà giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ chính nè. Rồi chúng ta sẽ quay lại khu đó để chúng ta đánh cái con đó xong. Có vẻ cái khu này nó cũng không khó đi lắm. Bắt đầu có thu dữ rồi đó. Từ bandit đi. Bleed him white.
Hello dân chơi, hello dân chơi. Dân chơi không sợ mưa rơi, Bandit Fighter. Cái đó là lát lát mình mở sau, nó có cái hộp gì á. Grow hết, tội con này quá. Nhưng mà buộc mình phải giết nó thôi. Ô, có quân mình ở đây mà sao tụi nó quánh lộn đây đúng tỉnh luôn á. Đi tiếp em. Chị đã xử xong rồi, đi tiếp nào. Man này di chuyển nè. Chắc đang nhường đường cho mình đi. Có cái campfire rồi. Có nên lưu lại không hay là đi tiếp luôn rồi. Cũng hơi là cái quân này nó lúc nào cũng có quân nó đóng đâu đâu đây đây để canh giữ đường đi cho mọi người đi đỡ phải sợ. Quân này giống như cái quân La Mã vậy ha. Nhìn nó để cái nón này nọ nhìn cũng khá là giống vậy. Quân La Mã kiểu giống như Son of Rome đó, cái trò gì á. Rise. Như tôi cũng gần tới rồi. Cái khu này để mình thôi, cho con bé này ra đi tại vì nó cũng không vô được đây. Khu này khu ở rồi, để mình lưu lại cái nhẹ. Rồi ok, chúng ta đã lưu được chỗ này. Và để coi 250m cũng gần tới rồi. Tới thành trì này. What's up? Ôi con này OB vậy. Cứ tưởng là vô đây sẽ bắt mấy con này được, ai ngờ không bắt được, chán ghê. Để xem thằng này nó có cái fast travel không. Có thằng này có nè, đó chúng ta đã đủ rồi. Fast travel unlimited không bao giờ hết. Mua cái nhẹ. Xong. Rồi coi mình đang tính để dành Metal Shore để mua cái bộ đồ màu tím. Cái đa phần nhiều cái merchant nó sẽ bán đồ na ná nhau. Đúng rồi, bán đồ hầu như na ná nhau, mình đang tính mua bộ này Nora. 900 Metal Shore thì cũng không quá khó để kiếm. Watcher Heart cũng vậy, các bạn chỉ còn đánh Watcher nhiều vô. Với chúng ta sẽ tìm, mình nghĩ là mình nên mua một số bộ đồ lẻ lẻ như thế này để mình đánh những cái con nào mà chống có lửa gì đó. Kaja mấy cái này cũng không mắc lắm, nhưng vì cái là bạn phải cày Metal Shore khá là nhiều. Tại vốn dĩ mình mua cái cung kia hết cũng 800 mấy rồi, cũng không hề rẻ. Cho nên có lẽ mình sẽ để dành thời gian để mình cày cái đó sau. Inventory, chúng ta có treasure box, Metal Shard, Richwood, Place, Fast Roll Barback. Giờ nó cho làm cái quái gì nữa, mình mua cái key luôn rồi. Không biết có bán lại được không nữa. Fast Travel Back. Đây, nếu bạn nào làm muốn kiếm cái áo mà không bị dính đam á, các bạn buộc phải đi tìm mấy cái power cell này có 5 cái và làm cái nhiệm vụ Asian Armory thì tới gần cần cái thời điểm end game thì bạn mới đủ 5 cái thì bạn mới đi xây một cái gọi là như cái ngục mà cái lúc mà ban đầu Aloy rớt xuống á và bạn xuống tới đó và bạn nhập 50 cái power cell này vô, bạn sẽ lấy được cái bộ giáp cuối cùng. Mình có coi qua rồi nhưng mà chúng ta sẽ cần tốn khá là nhiều thời gian thì chúng ta mới làm được. Tại vì cái power cell chúng ta phải làm một số nhiệm vụ nhất định nó mới đi ngang qua những cái power cell đó chúng ta mới lượm được. Nên hiện tại là mình vẫn còn một số khá là hạn chế về cái này, cho nên không phải chứ nó gọi là cái kiểu như là nó giấu một chỗ nào đó và các bạn chỉ cần đi tới cái chỗ đó và lấy. Mà các bạn phải đi tìm mấy cái power cell và bạn phải đi qua một số nhiệm vụ cốt truyện chính bạn mới gặp được những cái chỗ đó. Cho nên nó cũng hơi khá là căng. Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search.
recent attack. What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! Huh. I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead! Make way! Make way! All the way to Meridian, just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive! We should celebrate! The drink's on me! We need to talk, alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. I lost someone too. At the Proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? A lot has happened since we last spoke. The Proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents? Places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I need to see Olin's place. Now. Okay. Come on. Và mình rất là giữ vững lập trường là lần trước mình đã nói là cái thằng này và cái thằng Olin rất là vấn đề, và mình nghĩ thằng này nó đang bao che cho thằng Olin. Nó u ớ khi nãy mình hỏi cái vấn đề là Olin đâu, và nó suy nghĩ một hồi nó mới nói cho mình là thằng kia đi ra ngoài và đi tìm một số thứ rồi. Nhưng mà rõ ràng là cũng rất là khó tin. Nó hẳn là vậy. Và để coi mọi chuyện nó sẽ xảy ra tới như thế nào. Và mình cũng chỉ nói là nó khó tin thôi, chứ cũng không hẳn là nó đúng. Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister murdered, and her death unavenged. One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now.
bỏ tới đây luôn. Cái đây okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. That either. Ủa, đừng có phá cái nào ngoài cái cửa nãy. Okay, đây chúng ta đã tới cái nhà của Olin rồi. Là chúng ta sẽ cần rất là nhiều với cái việc scan đồ. Có gì đó dưới cái chỗ này. Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it? Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azaram make. Nothing gets through. We'll see about that. I don't think you're getting through that hatch. You said Olin has connections in the royal court. Does he know the Sun King personally? No. He served the court as a scout sometimes and sold ancient trinkets to nobles, but he never had an audience with the king. If you're right and Olin's into something dark, Sun King Avad has nothing to do with it. I'd stake my life on that. I'll look around. That's what we came for. That's what we came for. Okay, và chúng ta phải tìm một cái gì đó bí ẩn trong cái nhà con Olin này. Hiện tại là mình vẫn chưa thấy gì hết. Call it a day, girl. You're wasting time. Cái cửa này cũng không luôn. Mình để mình xem có cái có gì đó là lạ đó. Bất biệt đấy. Oh, đây đây đây. Có gì đó ngay đây. Family portrait, chân dung của gia đình hả? Mà mình thấy cái gì đó chớp chớp lên đằng sau cái bức tường này nè. It looks like a picture. It looks like a picture of Olin's family. It looks like a picture of Olin's family. Còn thấy cái gì khác không ta? Thấy người không chứ không thấy gì hết. Cái chỗ này chắc chắn là ồ đây có cái chỗ đi lên đó nè. Ồ hay. Looks big and heavy. Let's give it a little push. I did say not to break anything, didn't I? But chúng ta làm một phát rồi được hai cái mục tiêu luôn. Đẩy cục này xuống đùng phát vỡ được miếng này luôn. Chúng ta không cần chìa khóa. Nhưng mà sao thằng này xuống lẹ. Đi đây. Serve and they live. Disobey and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Ồ, giờ chúng ta đã hiểu lý do ha. Nhật ký của Olin. Cái map rồi. A map. The glyphs show places he visited. So mình bấm nút và nó vẫn không ăn ta. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Okay, ngon. Talk to Aaron. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? The focus. It
reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances. And see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you, through Olin. Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Carja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said? I'll see what I can do. Ok, mẹ sinh thì chắc mình cũng ok thôi. Mà cái đó là nhiệm vụ sau để mình làm sau cho nói mày. Để mình wrap đồ quá nè. Sao con này thấy mình hay vậy? Bỏ đi, con này nó cho bò quá, từ từ. Chúng ta phải tìm cái đường lên thôi. Không có cái đường mòn đi lên hay sao á? Đây, 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 đúng rồi, đúng rồi. Không có cái đường mòn đi lên. Bandit. Có ai mà đi tự nhiên hai này đi lẻ đánh lẻ ha. Chris tu sĩ, nhìn mấy này là không giống tu sĩ rồi đó. Chắc luôn tu sĩ gì đi giờ đi ngoài đường mà đi với mấy chỗ này nữa chứ, nhìn nó cũng ghê phết. Gần tới rồi, gần tới rồi. Biết Olin nó làm gì đây, nó bị tụi kia nó điều khiển và nó buộc phải làm như thế. Enter excavation site. Should have brought a cart. This is what you intend, to bring these ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. Yes, rise! These things will destroy us all! They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. Stop working. Search the area. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Who is this? An interested party. Now, the focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this?
Ok, và có một cái kẻ lạ mặt nào đó đã giúp đỡ chúng ta. Một cái điều là chúng ta phải giết mấy cái con này đó, Corruptor. Olin. Punisher, kẻ trừng phạt, Voler. Với lại mình có hai cây cung, một cây bên đây nó đam lửa tới 36 lần. Nếu mà con này mấy con này sợ lửa. Còn bên đây mình lửa chỉ có 26 thôi, tùy cây cung nó sẽ có đam khác nhau. Ok, có lẽ mình sẽ dùng một con trước đi ra. Mấy cái này nó đi xa quá. Thấy, nó thấy mình chưa ta? Hình như chưa. Ờ rồi, giờ nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Mình thử cái phá giáp thôi coi. Rồi nó né luôn. Từ từ đó. Wow, có một con kia lên tới đây luôn. Thì mình lên đây chứ. Đảm bảo là cái con kia nó không lên được cái chỗ này, nhưng mà hùng nó chọi đá lên được. Mày tụi bay chịu khó lắm. Đây mình bắn lửa tiếp coi. Nó không lên được đây nhưng mà nó chọi đá thì được. Con này đứng gần gì mà nó đam nó cũng không cao lắm, để mình thử cái này coi. 95, ù cũng to phết. Bắn nè con, bắn nè con. Ù, nó bắn đạn kia luôn. Kính, kính nha bộ. Hay là mình có một ít địch. Má tự nhiên cái focus. Ờ lộn, cái giảm thời gian nó tắt bất chợt. Ồ, 64 luôn. Ngon phết. Thêm tí lửa nè. Hết cơ hội. Cái này chọi đá luôn. Tụi bay khóa, tao biết là tụi bay khóa chọi mà, cho nên tao mới đứng trên đây cho tụi bay khỏi chọi. Đó. 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 Đúng rồi nè, đó. Trời, mấy này nó cầm súng hả? Mấy này mặc giáp cũng cho bò hết đó chứ. Đó, component remove. Wow 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 wow. Bắn đạn ra luôn mới ghê chứ. Đạn này khả năng corrupt được. Cho bò hết nha. Lên em. Tao giết được anh chị em của mày thì mày hẳn nhầm gì. Con này kiểu như nó nóng quá, nó chịu không nổi nè. Sợ nhiệt hả mày? Sợ nhiệt hả mày? Dính nè con. Dính nữa nè. Phá giáp nè. Phá giáp nè, đó. Nó né mới ghê chứ. Vì tại nó bắn bất ngờ quá. Còn ba cái phá giáp thôi đó. 127 luôn. Ngon. Ngon phết đấy chứ. Này nó cũng chịu khó vùng vẫy lắm á. Wow, gần chết rồi, gần chết rồi, gần chết rồi. Chết đi con, chết đi em.
chết đi đừng ngại ngùng. Chết nè, đó phải vậy chứ, lửa đốt hoài cũng phải chết thôi. Quá đẹp, level 16 luôn rồi, đánh mấy con này không cũng là level nữa. Mày Colin nè, chúng ta không giết được nó ha. Đây coi mình còn thiếu gì mình bỏ luôn. Cái này chúng ta phải còn có Eco Shell. Mặc dù cái đam của này cao thiệt nhưng mà chúng ta phải có Eco Shell mới được. Cho nên thôi kệ. Cái đó phải đánh mấy con gì mới có. Quên cái vụ này. Vừa lờ. Này đâu rồi ta? Mình đang tính strike thằng này từ sau lưng. Nó bắn quái gì vậy? Con gì? À không, thằng kia nó bắn xuống. Một phát ngay đầu, quá đẹp. Ồ, đồ tím luôn. Đồ tím luôn. First Asian Vessel. Mày làm gì đây? Mình có làm một cái nhiệm vụ kia, nhiệm vụ phụ bên ngoài side quest. Có khả năng nó làm tăng cái độ đam cao, cái đam của cái cây mà mình đang xài đây, cái cây mà gì ta? Cái cây spear, cái cây giáo mà mình đang xài. Bởi ngờ bắn vậy không trúng trời. Ờ đó, xong rồi đó. Không, bên đây còn thằng nữa. Một phát ngay đầu. Canh khá là chuẩn. I promise, I'll tell you everything. I know you will. The killers who came for me at the Proving, who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice, the most terrible voice, and they do its bidding. What are these Eclipse cultists after, besides me? They never said. But given the Carja Civil War, they must want to overthrow Sun King of Ard and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis. And who is he? The Terror of the Sun. Stacker of Corpses, we Osram called him when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. You say this devil the Eclipse worship has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul, I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle. It scrapes your bones. It hollows your guts. A metal sound. But like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just three words. But in the voice of a devil. The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once, in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins? How?
There was a door beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your debt. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. Chúng ta làm xong nhiệm vụ rồi. Completed main quest và chúng ta được tổng thêm một cái skill point nữa. Chúng ta đang 3 cái đây. Có khả năng upgrade khá là nhiều. Dodge, Prowess. Chúng ta có thể đỡ được. Giữ nút for long dodge roll on tap. For short dodge roll. Chúng ta nếu mà chúng ta đè giữ chúng ta sẽ được lăn này nọ để ném cái con này né dài hơn. Knockdown. Đầu quốc phát gặp. Sập luôn. Scavengers chain for extra resource when looting down machine. Tìm được nhiều món hơn, nhiều đồ hơn. Increase time machine will remain overwritten. Cái này đi ha. Lên skill là mình cũng lượm đồ khá là nhiều. Dodge power, mình cũng muốn nâng cấp cái dodge power rowers này lắm. Mà để nếu mà dư giả là mình sẽ nâng cái đó sau. Chúng ta cũng khá là nhanh để lên điểm kinh nghiệm mà. Thì mình biết là cái game này nó các bạn hãy lên max điểm kinh nghiệm là 5 level 50 thì các bạn sẽ nâng full chỉ số luôn thì là max level 50. Để coi là mình có ráng cày lên được mức độ nào như thế có được hay không. Go to markers and ok và có lẽ nhiệm vụ đó nó hết ngay tại đây rồi và có lẽ mình sẽ gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Cái nhiệm vụ nằm tốt cho đây rồi, có lẽ mình sẽ để dành mình đi sau đi. Chúng ta sẽ có một cái campfire ngay đây và mình sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo sớm thôi. Và nếu các bạn nào thích cái tập này của mình, các bạn hãy cho mình một cái like cực bự và subscribe channel của mình để mình có thêm động lực để làm nhiều cái video clip nữa nha. Và cảm ơn các bạn đã xem qua. Ok, mình sẽ tạm dừng ở tại đây.